Dạ vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là bốn cái sản phẩm phục vụ cho anh em nuôi gà đổ khỏe mùa hè này. Thì em cũng giới thiệu là cái thứ nhất là về cái mồi tổng hợp này, cái mồi tổng hợp. Cái thứ hai, sản phẩm thứ hai là cái tăng lực cấp tốc. Cái thứ ba là anh em sử dụng nghệ đổ, và cái thứ tư là cái rượu om bóp giày đổ da. Thì cũng giới thiệu cho anh em là về những cái sản phẩm này thì do em và liên kết với công ty thuốc thú y sản xuất ra dành riêng cho gà. Thì em cũng giới thiệu là tất cả những sản phẩm em đang cung cấp ấy, là anh em theo dõi Zalo của em thì anh em đã biết rồi, tất cả những sản phẩm là em đều test thử và em nuôi rất là nhiều gà. Thế tất cả những sản phẩm này là em đã nuôi thấy ok thì em mới cung cấp ra ngoài thị trường, nên anh em cứ yên tâm là về phần chất lượng, về chất lượng thì anh em cứ yên tâm. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái mồi tổng hợp. Mồi tổng hợp này trước là em sẽ làm mồi rắn mồi cóc riêng, nhưng bây giờ là em sẽ làm mồi tổng hợp chung. Cái thành phần của nó là thịt cóc, thịt rắn, thịt bò, tôm, cua, lươn, tam thất, thảo dược, men tiêu hóa, và có rất là nhiều những thành phần khác thì em không thể nêu được, tại vì là mỗi người có một cái cách làm riêng. Và em đã test thử con gà thì rất là khỏe rồi, ăn con gà ăn vào thì rất là khỏe. Và cái công dụng của nó đi, tăng tuần hoàn máu, giúp gà sung đỏ, sung mãn, hăng vận động, mạnh gân cốt, bổ sung dinh dưỡng, vitamin, canxi. Cái này thì bổ sung canxi rất là tốt cho gà, thiết yếu cho gà quá trình phát triển, tăng khả năng hấp thụ, chuyển hóa, giúp gà ốm tụt lực nhanh lấy lại thể trạng, thải độc mát gan, bổ nội tạng. Thì anh em sử dụng cái mồi rắn mồi cóc. Cái này thì bây giờ là nhà em làm tay nhé, theo nhu cầu của anh em thì em đã làm tay. Làm tay thì một cái lọ này nó được khoảng gần 500 viên, lọ này là lọ to gần nửa ký anh em. Đấy, gần nửa ký nhá, em làm nhiều hơn so với cái lọ trước. Lọ trước thì 120 viên thôi, nhưng lọ này thì em làm là gần 500 viên để phục vụ cho anh em, là cho con gà ăn thì nó được lâu hơn. Và một cái sản phẩm đầu tiên là cái mồi tổng hợp đấy. Còn là về cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm tăng lực gấp tốc, thì em cũng đã giới thiệu ở rất là nhiều những video trước rồi. Cái này thì nó có cái công dụng kích sung cường mạnh, tăng bo lì đòn đấy, tăng bo lớn lì đòn nhé. Thì cái này là nó là một cái dạng vitamin B1, B6, B12 kết hợp. Anh em sử dụng như thế này thì con gà của mình rất là sung khỏe, ăn hấp thụ tốt đấy. Công dụng là kích thích tăng bo lớn, tăng gân lì đòn, bền bỉ trong trận đấu, kích sung cực mạnh, thái độ tốt, giúp gà ốm dậy nhanh phục hồi thể trạng, lấy lại gân gối rất là tốt. Cái này thì anh em dùng thì anh em nhỏ trực tiếp cho con gà, nó là dạng nước. Còn là về cái sản phẩm tiếp theo thứ ba nữa là cái sản phẩm rượu om bóp giày đỏ da này. Thì về cái cách dùng, công dụng của nó là giúp chiến kê săn chắc đỏ khỏe, giày da lưu thông khí huyết, chống côn trùng và muỗi đốt. Thì cái này thì em đã ngâm sẵn rồi, anh em về anh em chỉ việc quết vào con gà thôi, anh em xoa lăn, anh em phơi nắng thì con gà của mình rất là giày đỏ da. Đấy là về cái sản phẩm tiếp theo. Còn là về cái sản phẩm thứ tư mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái đây, nghệ đổ này thì phục vụ cho anh em vào cho con gà. Con gà nếu mà nghệ đổ này thì con gà độ tầm 9-10 tháng mà nó khô lông, anh em cắt lông vần 1-2 giạt rồi thì anh em vào được cái nghệ đổ này là rất là ok. Thì con gà của mình rất là săn chắc, rất là săn chắc. Và tiếp theo nữa là khi mà con gà mà chẳng hạn như bây giờ mà muốn cuối vụ ấy, cuối vụ mà anh em mà muốn đá vớt thì anh em sẽ vào nghệ đổ này thì lông của nó sẽ chắc hơn, thì nó sẽ lâu thay lông hơn. Và cái nghệ đổ này thì anh em sử dụng thì anh em đã biết rồi. Chủ yếu là em giới thiệu cho anh em là nhà em có bốn cái sản phẩm này, và tất cả những sản phẩm là em đều test thử ở trên con gà nhà mình rồi, đấy, rất là ok rồi. Nhất là cái sản phẩm mồi tổng hợp như này, có cả rắn, cả cóc, cả tam thất, mật ong, nói chung đầy đủ các ở trong này, thành phần ở trong này rồi, thì con gà mình ăn cái lọ này rất là ok đấy. Ngoài ra thì nếu mà anh em mà có thời gian om thì anh em không cần dùng cái rượu om, nhưng mà anh em mà không có thời gian om thì anh em dùng cái rượu om. Ngoài ra mình đã đổ tăng lực này, sản phẩm này thì anh em tin dùng cũng rất là nhiều, cũng rất là lâu rồi. Và những cái sản phẩm này thì anh em mà có nhu cầu về bốn cái sản phẩm này thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện cộng với là thuốc chữa bệnh cho gà, để thuốc bổ, thuốc om, cao tan đòn, vitamin, nghệ đổ, mồi rắn, mồi cóc là nhà em đều có. Anh em mà có nhu cầu thì anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại đây nhé, cứ alo trực tiếp thì em sẽ gửi hàng cho anh em. Còn là bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video lần sau.